Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu bạn tham gia một chuyến góp nhận 200 token CBN nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở Telegram ra bạn, bấm nút start chatbot nha bạn. Rồi, các bạn bấm vào Redly nha bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn xôn vào kênh seller nè các bạn. Rồi bạn bắt đáp lại, tiếp tục các bạn xôn kênh group nè. Rồi các bạn bắt đáp lại nha bạn. Rồi bấm nút chat nè. Tiếp tục các bạn follow Twitter và retweet. Và tăng điền lại username cho nó nè các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn trình dạng và viết cái game nha bạn. Bạn tăng 3 người bạn mình vào. Sorry các bạn. Các bạn tweet là được các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Các bạn điền lâu xin em tại Twitter của tất cả các bạn nè. Cộng win VNN 9. Dự án này, airdrop này sắp kết thúc, các bạn làm nhanh nha các bạn. Tiếp tục các bạn follow Instagram, điền lại xin em Instagram nè. Chết, để mình đăng nhập Instagram mình các bạn ấy. Nếu Instagram các bạn, cái trang web của nó bị hỏng thì các bạn thế nhấp vào bay vào bên cùng các bạn. Các bạn điền lại username của tất cả các bạn luôn đi các bạn. Mình lướt qua bot thôi các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi nó bị hỏng thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn luôn các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục bạn subscribe kênh YouTube, gửi lại đường link YouTube của mình cho nó nè các bạn. Các bạn bấm vào đăng ký nha các bạn. Sau khi đăng ký xong thì các bạn trở về kênh YouTube của mình nè. Các bạn nhập vào ba giao bạch cùng nè. Các bạn vào kênh của bạn nè. Các bạn nhập vào ba giao bạch cùng nè. Các bạn chia sẻ nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết kênh YouTube của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn gửi lại cho bot nè. Tiếp tục còn gọi địa chỉ VPNB Smart Chain Best 20, các bạn có thể dùng địa chỉ trên YouTube Wallet MetaMask nha các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ. Cái này mình thấy khá là ngon đó các bạn. Giờ mình gọi cho bot nè. Rồi, subscribe kênh partner YouTube đi nè. Các bạn join vào nha các bạn. Rồi bạn bấm đáp lên, bấm chat nè. Ok, vậy mình đã nhận được 200 token có cái hiệu là CBN nè các bạn. Các bạn bấm việc lên ghép mình chia sẻ cho ông bè và người thân các bạn. Nhưng xin tôi cần các bạn. Còn việc ghép thì nó sẽ update sau 6 giờ. Ok, giờ mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để ghép nhận 200 tập cần của CBN để đây mới tốt. Sẽ mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.